What's up guys? Hello, xin chào các bạn. Welcome back to Is Brian World. Ngày hôm nay á, Brian excited để dẫn các bạn tới một chỗ mà Brian team up với lại người developer gọi là New Empire Development in New York City. Anh xây một cái building ngay đây ở trên Manhattan, Lower East Side, chỗ mà 208 Delancey. Thì ngay đây là cái building của họ, xây 108 cái hộ. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ dẫn các bạn vô coi với lại Brian. Brian lần đầu tiên vô một cái hộ mà actual one để cho giống như là họ các bạn nhìn thấy là cái hộ nó như thế nào. Cái này là lần đầu tiên để vô. Mà mấy cái hộ mà sample á, thì Brian sẽ cho các bạn coi luôn mấy cái sample. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn tham quan cái chỗ này. So let's go. Mà trước tiên á, mình đi á, thì Brian muốn nói là like, subscribe, comment and share nha. Ok, remember that, like, share and subscribe. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái đó nha. Let's go. Thì ngay đây là các bạn nhìn thấy không, họ đang mới xây lên. Thì ngay đây cái hộ mà Brian muốn nói luôn. Thì tức vô trong đây xong mình sẽ nói. Hello, thank you Jason. Thì mấy cái này là team của Brian. Thì ngay đây là 208 Delancey nè. Đó, vô đây nè, các bạn nhìn thấy cái building không? Bên đây là cái building của họ đang xây vận. Nó giống như vậy. Đó, mà cái style của họ là giống như là nó gọi là oval, là giống như là tròn á. Họ làm cái này là ngày xưa thì cái style đó, mà bây giờ họ đang muốn làm chế lại cái style mới. Tại vì đa số building ở bên New York á, lúc nào cũng giống như là square hết. Thì cái này là một cái style mà nó làm oval, nó gọi là oval thì nó đặc biệt hơn chút xíu. Mà ngay đây là 108 một cái hộ, 108 cái hộ trong đây. Very modern inside. Mà nhìn thấy mấy cái hình ở đây không? Đẹp chưa? Các bạn nhìn thấy không? Xong quay lại á, and right over here too. Ngay đây á, right here là cái building nó giống như vậy nè. Các bạn nhìn thấy không? Cái building như vậy nè. Rồi, Brian nói ở đây một cái địa điểm nữa. Các bạn nhìn thấy không? Ngay đây, right here là cái địa điểm của cái condo, cái building. Nó ngay đây, nó nằm ngay 208 Delancey. Thì ngay đây nó nằm tiện lợi lắm, nó ngay công viên của Tennis Court ngay đây. Williamsburg Bridge đi qua Brooklyn cũng tiện lợi. Ngay đó là khu vực Williamsburg. Xong bên đây thì họ cũng gần ngay cái pier mà 35. Xong nhiều các loại như là gần lắm. Giống như là Chinatown cũng là nằm ngay đây. Canal nè, Chinatown. Xong nó có Whole Foods là nằm bên đây, museum. Xong các gọi là trung tâm muốn cái gì cũng tiện lợi ngay đây lắm. Như FDR Drive là ngay đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì ngày hôm nay Brian sẽ dẫn các bạn vô một cái hộ. Let's go over here. Cái hộ này Brian sẽ cho. Thì cái này là một bedroom 10B. Ok, mình sẽ vô đây. Let's go inside. What's up nè, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này mình vô cái là nó ngay đây là cái phòng khách. Ngay đây phòng khách, xong rồi ngay đây là cái dining area. Còn qua bên đây là cái nhà bếp. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ở đây là một cái gọi là tiếng Việt là Brian biết nói làm sao, là giống như là quartz top, nice quartz top, là giống như là cái stone, cái đá mà đẹp lắm. Nó có một chút xíu như là ánh sáng giống như là gold ở trên cái countertop này. Xong qua đây họ dùng mấy cái appliance mà Miele appliance các loại ở trong đây, từ cái stove top, cái oven. Xong rồi even cái dishwasher machine. Actually no, sorry, cái này cái microwave. Dishwasher machine là bên phía bên này, mà cái microwave là bên đây, cũng là Miele luôn. Miele. Xong bên đây họ làm, họ gắn cái đèn, cái hooding system là ngay đây. Cái này là ai mà nấu đồ ăn là nó đi ra ngoài, tải ra ngoài, no problem. You know, này đó, cái hooding system của họ, họ đã build. Thì chắc chắn Việt Nam mình nấu kho mắm đồ gì không có sao hết. Mà cái cabin nó smooth không? Xong nguyên cái bức tường này á, là cũng là bằng đá, cũng đi theo hàng dạc, nó lại cái này luôn. Đó, cốt shop. Mà cái này nó là sensor. Thì lúc nào mà mình tới á, cái đèn nó sẽ tự động nó mở luôn. That's very nice. Xong ngay đây là cái chỗ mình giữ chén nè các bạn. Xong quanh đây cũng là customized, thấy không? Cái refrigerator, nhìn thấy không? Refrigerator, các bạn nhìn thấy là nó là customized. Đó, cũng là Miele luôn. Các bạn không biết cái này là refrigerator luôn á. Đó, nó mở dưới đây là freezer. Đó, hiệu Miele hết. Đó, đẹp chưa? Xinh xắn không? Vừa dặn luôn. Xong rồi qua bên đây thì mình sẽ đi qua cái chỗ mà phòng khách.
Okay, here's cái chỗ này là living room area. Ngay đây là mình ngồi, mình trò chuyện bạn bè đồ, mình để tivi ngay đây. Mà với lại một cái nữa, ở trong đây á là họ mỗi mỗi giống như mỗi phòng á nó có một cái temperature riêng, thì mình tự động mình giống như adjust cái temperature trong đây như thế nào mình muốn luôn đó. Xong ngay đây là một cái phòng ngủ đó. Ok, cái phòng ngủ của one bedroom này á, giá tiền của họ là cỡ khoảng 895 ngàn. Ok, ngay đây là cái bedroom, thì yeah, thì một cái bedroom bên đây. Ok, give me one second. Ok, ok. Còn ngay đây là cái này là cái bathroom này các bạn. Đó, người partner của Brian họ đang kêu lên trên. Mà cái bathroom ngay đây các bạn nhìn thấy không, đứng shower đẹp lắm, mà bằng đá hết trong đây. Xong rồi họ cũng có là cái rain shower trên đó, với lại một cái shower ngay đây luôn, mình tắm cho mấy đứa nhỏ xíu. Yeah, thì cái này xinh này, nó đứng đây tắm thoải mái. Thì ngay đây mình đứng đó. Xong rồi một cái nữa ở đây á, this one right here, cái này á là heated floor. Cái này là cho cái đất ở bên dưới là nó làm, nó gọi là giống như mùa đông rồi hay là gì, mình cái chân của mình không muốn lạnh á, tại vì cái này là bên dưới là đá không, thì mình bấm cái này á là nó sẽ warm cái floor đó cho mình. Ok, mình lên đó bây giờ mình phải đeo cái nón protection hat nha, thì tại vì họ vẫn đang làm. Thì đó, cái này Brian nói là các bạn với lại Brian là lưng đầu tiên đi lên đó, thì mình sẽ lên đó bây giờ. Ok, let's go. Đó, giờ đây, thank you. Đó, họ vẫn làm construction đó, các bạn nhìn thấy không, chưa xong xuôi hết, mà cái này á, họ sẽ deliver trong năm nay. Trong năm nay là cuối năm là mình bắt đầu vô được. Thì mà các bạn nhìn thấy không, cái này là insider. Ok, đó, construction ở trong đây. Oh, thank you. Alright guys, đó team của Brian đó. Thì ngày hôm nay Brian vô đây, mình sẽ tìm tòi hôm nay luôn. Đó, không có gì hả? Cái này là dữ dội không? Mình đi lên thang máy. Thì mình ở trong đây luôn thì Brian sẽ giải thích. Thì ở trong đây có 108 cái hộ. Thì cái hộ đầu tiên mà studio á, họ bắt đầu là cái giá tiền là cỡ khoảng 625 ngàn, cho tới 2 bedroom là cỡ khoảng 2 triệu 125 ngàn. 2 triệu 125 ngàn 2 bedroom, 2 bedroom, 2 bathroom. Okay, ngày hôm nay mình cái này là lần đầu tiên luôn họ như là mình được đi lên cái rooftop, thì mình sẽ check out cái rooftop với lại cái hộ, chính xác là cái hộ đó luôn. Cái này dữ dội, cái này giống như cảm giác giống như đi xuất lát này. Đó, 8th floor? Yes. Ok, let's go. That's the highest we can go today. Yeah, I think they're pouring some kind of flooring above, so we can't really go off of there. Ok, no problem. So we can see it, I guess, inside here? Yeah. Ok, it's the 8th floor. Look at the brick. Ok, one day. Đó, cái này là mình đang chia gia. So cái này, this is right here is the one bedroom, right? But on top of the floor. Thì trong đây là một cái bedroom. Thì nếu mà các bạn cảm giác ra được á, là bên đây là một cái bedroom ngay đây. Xong ngay đây là một cái living room. Còn cameraman mình đang đứng á, là cái đó là cái kitchen over there. Đó, kitchen là bên đó. Thì cảm giác họ chia gia là mấy cái hộ đó là như vậy. Yeah.
So are we able to go up to the rooftop or no? They're doing something on the floor, on the roof. They're waterproofing it. So oh. We can't walk on it at all. Okay, no problem. Okay, no problem. So this is the one bedroom right here. Okay. Thì ngay đây là một cái phòng one bedroom. Thì qua bên kia cũng chắc là như vậy. Yeah, so let's. Yeah. So all the way down there on the second floor will be a deck garden. Okay. So when the residents, you know, walk home, they'll be able to, you know, see. Yes. Oh, watch out, wire. Đó, cái này là cái curve building nè, các bạn nhìn thấy không? Cái đặc biệt của họ là họ làm cái curve như vậy nè. You see? Yeah. Cái này đi được hallway. What? How many bedrooms is this? Đi quanh đây đi. Tham quan. Đó, mấy cái đây là các bạn nhìn thấy không? Cái này là cái xây dựng ở đây. Ồ, một cái nữa, Brian có nhiều người hỏi mình về mà EB5 á. Thì Brian làm một cái series EB5 mà nó giải thích về EB5 cho các bạn cũng được. Thì các bạn phải cần một cái công trình giống như là development hay là một cái công ty nào mà EB5. Thì sơ xích là EB5, nếu mà các bạn muốn giống như là lấy được thẻ xanh đồ ở bên đây, bên New York hay là bên nước Mỹ, EB5 là họ range là có hai cái. Một cái là 900.000 cho với lại một cái nữa là 1.800.000 bên mà để EB5 để invest vô. Mà công ty đó giống như 900.000 là phải ít lắm mà 10 người mướn ở trong đó staff, mà phải 2 năm trời các bạn ấy. Mà Brian biết một người là expert về EB5, thì nếu mà các bạn muốn tìm tòi về EB5 nhiều hơn á thì nói cho Brian biết, comment bên dưới. Các bạn muốn về EB5 thì mình sẽ nói cho các bạn biết một cái series về EB5 luôn. Mà ngày hôm nay mình sẽ tham quan cái development này. Thì Brian đang bán bây giờ, thì các bạn mà thích á thì nói cho Brian biết. Thì Brian sẽ cho các bạn biết về cái development này. So ngay đây là 2-bedroom, right? Yeah. So ngay đây là cái high bedroom. Yeah, I can't really imagine either. Mà cái này là lầu 8 đó. Oh my god, look at it, how. I know. Cái này bên dưới là man. Yeah, it's high, huh? Even look at 8th floor, mà cái 8th floor is pretty high up there too, huh? Yeah, cái lầu 8 mà nhìn thấy cũng cao quá trời luôn. Địa điểm đây thì các bạn nếu mà hình dung ra được là cũng đẹp lắm. Thì nó ngay bờ sông luôn. Ngay đây. Ok. Yeah. It's right over there. Nếu mà các bạn nhìn thấy thì cái đó là cái cầu Williamsburg Bridge để connect qua bên phía của Brooklyn. Yeah. So close by. Nó gần lắm. Yeah. So now let's go. We're done with that. But Brian sẽ cho các bạn coi thêm một cái hộ, ok? Cái hộ mà studio. Thì vô coi đó luôn cho nó hàng hảo. Cái tóc Brian ok không? I don't know how my hair, man. How my hair? That's okay. Ok, ngay đây á thì Brian đưa các bạn vô. Một cái nữa, ở đây mấy hộ lúc nãy Brian chưa nói á, là ở đây đều là xài cái keyless entrance á. Nó mình có cái cạc á, để vô đây là nó tự động nó mở, với lại mình bấm cái số bật mã vô thì nó cũng mở luôn. Mà nếu mình muốn nữa, nó có một cái chìa khóa ngay đây, mình unlock cũng được. Ok, đó là cái key. Còn ngay đây là cái studio, thì Brian nói luôn cho các bạn, cũng xài hiệu Miele, toàn là stove của Miele. Xong rồi cái countertop cũng là nguyên một cái stone của countertop, nguyên cái dải ngay đây luôn. Đó, thế cái refrigerator họ đi kèm vô đây, nó giống như một cái closet luôn, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thì qua bên đây là một cái chỗ mà phòng studio. Thì là studio bên đây là nó không có phòng ngủ, nó giống như là một cái hotel vậy đó. Cái hotel cũng không có phòng ngủ gì hết, nó chỉ là ngay đây là mình làm một cái phòng ngủ ngay đây. Thì ai mà giống như là single hay là học sinh hay là gì á, thì qua bên đây á, thì cái này cũng xinh xắn không? Đó, cũng đẹp chưa? Ok. Thì qua bên đây họ có một cái closet cho bên đây nữa. Thì cái bàn closet ngay đó thì cũng là control bên đây. Xong bên đây họ cũng có cái chỗ để quần áo, closet
Ok. Vô đây nữa thì là cái bathroom. Bathroom bên đây. Thì bathroom bên đây nó nhẹ nhàng hơn chút xíu, lúc nãy thì nó cái kiểu của cái stone bên kia thì nó đậm hơn. Bên đây họ xài cái này light hơn. Nó nhẹ nhàng hơn, mà đó, cái này là cái bathroom. Xong rồi họ cũng có cái tub cho mình luôn. Bên kia thì là đứng shower, còn bên đây là cái tub. Đó, cho các bạn nhìn thấy. Đó, cái tub cũng bằng tile. Tile cũng là custom hết, tại vì mỗi cái tile họ phải cắt ra từng miếng thấy không? Để đưa nha, cái miếng bự, miếng nhỏ, miếng bự. Đó, nhỏ bự, nhỏ bự. Ở đây cũng có đó, cái này là cái heated floor thì là nó gọi là radiant floor bên dưới, thì cái này là để cho mình control cái đó, để nếu mùa đông tới mình muốn bước ra không có thấy lạnh nên mình bấm cái này là nó làm cái đó. Xong rồi vô đây thì họ cũng có một cái washer and dryer. Đó, cái đây cũng là hiệu Miele luôn, washer and dryer. Ok, thì cái này là cái studio. Thì cái studio thì bắt đầu cái giá cả của nó là cỡ khoảng 625.000. Ok. Thì vô đây luôn các bạn ơi. Thôi mình vô đây, let's go on here. Ok, cái này là cái phòng office của Brian, ok, để mình làm việc. And this is where we make the deal, hả? Huh? Thì nói ở đây luôn cho các bạn coi. Thì ở đây là cái bao nhiêu tiền của mấy cái hộ đó. Thì ở đây thì Brian cho coi nè. Ok, thì ở đây là cái hộ giống như là studio là trên đây thì 625. Đó, cái này là cái maintenance đó, CC là cái kiểu mà maintenance của họ. Xong rồi bên đây là cái tax, real estate tax, là cái giá tiền của real estate tax là bên đây. Thì mỗi cái này là maintenance là 500, tùy theo cái square footage của nó bự cái nào. Giống như cái này á, cái square footage của nó là 423 square foot. Xong rồi cái maintenance của họ là 539 đồng một tháng. Cộng vô cái real estate tax là 618 đồng. Ok, thì cộng lại là cỡ khoảng 1.000 mốt mấy đó. Thì các bạn làm toán thì các bạn biết. Xong rồi lên cái mà cái này là 2 bedroom. 2 bedroom là cái cao nhất của bây giờ tạm thời là 2.125.000. Xong rồi thấy không, cái square foot nó khác. Tại vì square foot ở bên đây á, là nó tới 1.041 square foot. Ok, xong rồi nó cũng có exterior giống như có cái balcony á, thì là ngay đây cũng là 253 cái square foot của balcony. Đó, xong rồi cái này là nó tổng cộng vô thì square foot nó thì cái maintenance nó cao hơn. Thì cái này là 1.402. Với lại cái thuế của nó cũng cao hơn thì cái này là 1.607 for 2 bedroom. Ok. Thì đó là mình nói sơ xích cho các bạn luôn. Thì nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu thêm về cái căn hộ này hay là căn building này á thì nói cho Brian biết, thì Brian sẽ gửi các bạn một cái quyển sách như vậy để cho coi nha, nguyên cái quyển sách Brian với lại công ty của Brian làm để cho bán cái này. Mà nếu ai ở đó cần thiết Brian làm á, thì Brian bây giờ là đa số là làm về mấy công trình như vậy, giúp đỡ cho giống như một cái building như vậy để phát triển để bán. Ok, tại vì Brian, công ty của Brian bây giờ cũng là làm về mấy cái sales department của đây, với lại làm luôn chung với lại mấy người architect để làm cho giống như là mình bây giờ vẽ lập lăng gia như thế nào, mình làm chung lại architect luôn. Thì mình sẽ làm nguyên một cái package. Nếu mà ai mà muốn develop bên New York á, thì liên lạc là Brian. Brian sẽ cố gắng tìm một cái land xong rồi để cho các bạn develop với lại muốn làm như thế nào. Thì I guess that's that. Thì bây giờ chắc Brian cũng outro ngay đây. Thì Brian sẽ nói các bạn nhắc nhở các bạn nữa. Thì nếu mà thích cái này á, please cho Brian thumbs up, subscribe, comment bên dưới and share. Ok, until next time các bạn. A peace. Nè các bạn nhìn thấy chưa? Cái này là cái hat của Brian. Xong rồi ngay đây là cái bàn mà Brian làm việc. Ok. Nếu mà ai cần thiết cái gì thì cứ cho Brian biết nha. Ok. I see you. Bye bye.